Xin chào, năm 2003, tại Malaysia đã xảy ra một vụ án gây chấn động công chúng. Một nữ chuyên viên phân tích thông tin và là một võ sĩ đai đen Taekwondo, 28 tuổi, đã biến mất bí ẩn sau khi tham gia một buổi tiệc vào buổi tối. Với sự điều tra chuyên sâu về vụ án, bí ẩn đã được hé lộ từng chút một. Tuy nhiên, sự thật đằng sau lại khiến nhiều người rùng mình. Địa điểm xảy ra vụ án nằm tại Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur là một trong hai thủ đô của Malaysia và là thành phố đông dân nhất tại Malaysia, dân số khoảng 2 triệu người. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Kenny Ong, hay tên gọi khác là Vương Lập Quyên. Mình xin phép gọi tắt là Vương Quyên. Cô sinh ngày 18 tháng 7 năm 1974. Cô là một người Lai Trung Quốc Ấn Độ ở Malaysia. Cha của cô có tên là Vương Mỹ Trung. Ông là hiệu trưởng của một trường cấp 2. Mẹ là Pearly, bà là người gốc Ấn Độ và cũng là một giáo viên. Vương Quyên là một cô gái xinh đẹp và thành đạt. Trong mắt người thân và bạn bè, cô là một cô gái ngoan ngoãn, lễ phép, ân cần và hiếu thảo. Ngoài ngoại hình nổi bật, cô còn rất thích các môn thể thao, đặc biệt là Taekwondo. Và cô đã đạt được cấp bậc đai đen ở bộ môn này. Đai đen là cấp bậc cao nhất của bộ môn Taekwondo. Dù giỏi võ, nhưng cô cũng rất có năng khiếu trong học tập. Năm 1995, sau khi tốt nghiệp cấp 3 loại xuất sắc, cô đã rời Malaysia để theo học chuyên ngành công nghệ thông tin tại Đại học California của Mỹ. Sau đó, cô trở thành nhà phân tích công nghệ thông tin xuất sắc sau khi ra trường. Trong thời gian làm việc tại Mỹ, cô đã quen một anh chàng có tên Vương Nhất Thiên. Anh rất đẹp trai và là một người Mỹ gốc Hoa. Cặp đôi xinh đẹp khiến rất nhiều người ghen tị. Đến năm 2001, hai người họ đã tổ chức kết hôn. Sau khi kết hôn, cả hai sống rất hạnh phúc, thu nhập cao, tương lai của gia đình nhỏ rất sáng lạn. Vào đầu năm 2003, cha của cô được phát hiện mắc bệnh ung thư khi đi khám sức khỏe. May mắn thay, tình trạng của ông được phát hiện tương đối sớm và tỷ lệ chữa khỏi thành công tương đối cao. Khi biết cha mình mắc một dạng ung thư tương đối hiếm và cần một ca phẫu thuật nguy hiểm, cô đã bỏ dở mọi việc đang làm để quay trở về Malaysia chăm sóc cho cha. Gia đình là thứ quý giá nhất trong trái tim của cô. Ngày 1 tháng 6 năm 2003, cô đã bay từ Hoa Kỳ về Malaysia và chăm sóc chu đáo cho cha trong bệnh viện. Cô đã cùng cha vượt qua ca phẫu thuật. May mắn thay là ca phẫu thuật đã thành công và sức khỏe của ông hồi phục tương đối tốt. Điều đó khiến cô cảm thấy rất nhẹ nhõm. Sau hơn 10 ngày chăm sóc cho cha, cô thấy rằng tình trạng của ông hiện rất tốt và đã cải thiện rất nhiều. Vì vậy, cô cũng dự định sẽ quay trở lại tiếp tục làm việc tại Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 6. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp và mọi người trong gia đình đã quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay trước khi cô rời khỏi Malaysia. Nhưng không ai có thể ngờ rằng một tai họa đã bất ngờ ập đến với cô sau bữa tiệc chia tay. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cô vào ngày hôm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở lại ngày 13 tháng 6 năm 2003. Ngày 13 tháng 6 năm 2003, một ngày trước khi Vương Quyên rời khỏi Malaysia và quay trở về Hoa Kỳ, gia đình đã tổ chức một bữa tiệc chia tay với cô. Bữa tiệc chỉ bao gồm các thành viên trong gia đình và một số người bạn thân của cô. Địa điểm tổ chức là một nhà hàng tại trung tâm thương mại Bangsa. 20 giờ, Vương Quyên lái xe đưa mẹ của mình đến nhà hàng. Lúc đó, khu hầm để xe ở trung tâm thương mại khá vắng vẻ và tối do đèn bị hỏng. Do đến muộn, hai mẹ con vội vã chạy lên nhà hàng sau khi đỗ xe. Trên đường đi, cô sực nhớ mình đã quên lấy vé đậu xe ở trên xe. Thời điểm đó, hầu hết các bãi đậu xe ở Malaysia đều có phương thức thanh toán khác với chúng ta. Bạn sẽ lấy vé xe ở lối vào và sau đó sẽ thanh toán chi phí đậu xe ở một địa điểm khác. Và địa điểm thanh toán thường không có ở lối ra. Vì vậy, bạn sẽ phải luôn cầm theo vé đậu xe. Lúc đó, cô đã bảo với mẹ rằng, thôi không sao, tí ăn xong thì con quay lại lấy sau. Khi hai người đến nhà hàng, những người khác cũng đã đến và mọi người đã rất vui vẻ trong bữa tối. Vương Quyên dường như có những cuộc trò chuyện bất tận với những người bạn mà cô ấy đã không gặp trong nhiều năm. 22 giờ. Mặc dù muốn ngồi với bạn bè lâu hơn, nhưng khi thấy mẹ đã mệt,
nên cô đã quyết định đưa mẹ về nghỉ trước rồi sẽ quay lại sau. Sau đó, cô đã đưa mẹ và em gái rời đi trước. Vương Quyên cùng mẹ và em gái khi đang xếp hàng ở quầy trả vé thì cô chợt nhận ra mình đã để vé trong xe. Sau khi dặn mẹ và em gái đứng chờ, cô nhanh chóng bước vào thang máy xuống tầng hầm. Khoảng cách từ chỗ xếp hàng đến khu để xe không xa, nhưng đã 20 phút trôi qua, mẹ và em gái vẫn chưa thấy cô trở lại. Họ gọi điện nhưng không thấy cô nhấc máy. Cảm thấy lo lắng, hai người quyết định đi xuống bãi để xe thì bất ngờ phát hiện xe của cô đã không cánh mà bay, và cả cô cũng vậy. Hai người vội vã quay trở lại nhà hàng để báo tin. Nhiều cuộc gọi liên tiếp đến điện thoại của cô nhưng không thấy cô trả lời. Sau rất nhiều cuộc gọi, điện thoại đã bị tắt hẳn. Nhớ ra, hầm để xe có camera an ninh. Họ lập tức chạy xuống và yêu cầu bảo vệ cho xem camera giám sát. Nhưng theo quy định, bạn chỉ có thể kiểm tra camera giám sát sau 0 giờ. Cuối cùng, dưới sự van xin của mọi người, nhân viên bảo vệ đã đồng ý cho họ kiểm tra video giám sát. Và những gì hiện lên trên màn hình đã khiến mọi người bị sốc nặng. Trên màn hình cho thấy vào lúc 22:16, khi Vương Quyên đang loay hoay để tìm vé để xe, thì có một người đàn ông lạ mặt tiến đến siết cổ cô từ phía sau. Vương Quyên mặc dù có đai đen taekwondo, nhưng cô chỉ giỏi trong thi đấu thể thao chứ không phải là thực chiến. Lúc đó, cô đã cố gắng chống cự quyết liệt. Sau khi bị đánh trả, người đàn ông đã tấn công cô nhiều lần vào bụng và ngực, khiến cô bị tê liệt một lúc. Sau đó, người đàn ông kéo cô vào xe rồi lái xe tẩu thoát. Chiếc xe lao vút qua bãi để xe và đâm gãy đôi thanh chắn. Tuy nhiên, do ánh sáng yếu nên camera giám sát không thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ bắt cóc. Sau khi chứng kiến con gái mình bị bắt cóc, bà Pearly đã gọi điện báo cảnh sát. Không chịu ngồi yên chờ cảnh sát, mọi người quyết định lái xe ngược xuôi khắp thành phố Kuala Lumpur để tìm kiếm. 4 giờ. Sau khi tìm kiếm nhiều giờ đồng hồ không có kết quả, mẹ và em gái của cô quyết định quay về. Họ đã kiệt sức sau một đêm lòng vòng khắp thành phố để tìm cô, và giờ họ chỉ biết trông cậy vào cảnh sát. Trong 2 ngày liên tiếp, cả cảnh sát và gia đình Vương Quyên đều không có bất kỳ manh mối nào. Vì vậy, gia đình cô quyết định tìm tới giới truyền thông để hỗ trợ đưa tin. Họ đã tung ra rất nhiều thông báo mất tích và đưa ra phần thưởng 10.000 ringgit, tức là khoảng 50 triệu đồng Việt Nam. Sự việc thu hút sự chú ý của dư luận ngoài sức tưởng tượng, khiến cảnh sát Malaysia gặp rất nhiều áp lực. Vào ngày 16 tháng 6, một cảnh sát tuần tra đã báo cáo rằng một chiếc xe có cùng biển số đã được tìm thấy bên cạnh công trường bỏ hoang. Cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường nhưng đã bị chiếc xe làm cho hoảng sợ. Phần đầu xe bị hư hỏng, có lẽ do va vào lan can bãi đỗ xe vào đêm hôm trước. Một bên bánh trước của chiếc xe bị hư hỏng, có vẻ như chiếc xe đã va phải một thứ gì đó khi tăng tốc đột ngột khiến lốp xe bị tách ra. Điều đáng sợ nhất là một lượng lớn máu được tìm thấy trên băng ghế sau của chiếc xe. Đồng thời, người ta cũng tìm thấy dấu vết của tinh dịch. Có vẻ như Vương Quyên đã bị hãm hiếp và bị thương nặng ở trong xe. Cảnh sát sau đó cũng tìm kiếm xung quanh nhưng không có kết quả. Cảnh sát lúc đó cũng thử gọi vào điện thoại của cô xem sao. Không ngờ lại có một người đàn ông bắt máy. Cảnh sát sau đó nhanh chóng xác định vị trí và tìm đến người đàn ông. Người cầm điện thoại của cô có tên Azizan Ismail. Anh ta là một tài xế. Trước sự thẩm vấn của cảnh sát, anh ta đã khai rằng sáng sớm ngày 14 tháng 6, khi đang lái xe đi làm, khi đến gần khu công nghiệp thì anh ta nhìn thấy một chiếc xe đậu bên đường. Tình cờ là ghế của anh bị gãy nên anh đã rời khỏi xe để tìm một miếng gỗ để đỡ ghế. Tình cờ anh ta nhìn thấy một cô gái không mặc quần áo ở phía sau chiếc xe và một người đàn ông ngồi ở ghế lái. Lúc đó, anh ta nghĩ rằng đó chỉ là cặp đôi đang ân ái nên không nghĩ nhiều. Một lúc sau, chiếc xe đã rời khỏi đó. Sau khi lái xe làm một số việc lặt vặt xong, trên đường lái xe trở về nhà, thì anh nhìn thấy chiếc xe lúc trước đã rời đi lại đậu ở vị trí cũ. Anh tự hỏi liệu có cảnh mát mẻ nào để ngắm hay không. Do đó, anh quyết định xuống xe và tiến đến gần chiếc xe trên. Nhưng khi nhìn vào bên trong thì anh không hề thấy ai. Chỉ thấy một chiếc túi xách và một chiếc điện thoại di động của một cô gái ở băng ghế sau. Khi nhìn thấy xung quanh không có ai, anh nổi lòng tham, thò tay qua cửa xe cầm túi xách và điện thoại di động rồi bỏ đi. Sau nhiều lần điều tra, cảnh sát thấy rằng anh ta không có bất kỳ mối liên hệ nào với Vương Quyên.
Vóc dáng của anh ta cũng khác với người đàn ông được camera ghi lại. Anh ta cũng đã mô tả rất rõ về vóc dáng của người đàn ông ngồi ở ghế lái hôm đó. Về cơ bản, người đó giống người bị camera ghi lại. Anh ta còn dùng điện thoại của Vương Quyên. Chẳng lẽ anh ta tự mua dây buộc mình? Sau khi xem xét thì cảnh sát đã loại anh ta ra khỏi diện tình nghi và coi anh ta là một nhân chứng. Đến ngày 17 tháng 6, 4 ngày sau khi Vương Quyên mất tích, cách vị trí chiếc xe khoảng 2 km, một quản đốc công trường vô tình ngửi thấy một mùi đất hôi ở một chiếc cống cạnh đường. Anh tò mò mở ra xem thì thấy bên trong là một thi thể bị đốt cháy. Anh ta hoảng sợ nên đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng tới hiện trường. Tại hiện trường đã phát hiện một thi thể bị đốt cháy kèm hai chiếc lốp xe dưới ống cống. Hai tay khoanh trước ngực, phần lớn thi thể bị cháy thành than. Sau khi khám nghiệm pháp y, các bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân tử vong do có hai vết đâm vào bụng. Việc phóng hỏa chỉ nhằm mục đích phi tang. Nạn nhân bị cưỡng hiếp dã man nhiều lần trước khi chết, khiến vùng kín bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ pháp y sau đó cũng đã trích xuất thành công DNA của tinh dịch trong cơ thể của nạn nhân. Để xác định nạn nhân có phải là Vương Quyên hay không, cảnh sát đã mời bạn thân nhất của cô là Natasha và em gái tới bệnh viện. Khi nhìn thấy thi thể, em gái đã nhận ra ngay chiếc quần jean chưa cháy. Đó là chiếc quần cô cho Vương Quyên mượn khi đi ăn tối. Thông qua xác nhận DNA, người ta xác nhận thi thể đó chính là Vương Quyên. Có một người phụ nữ có tên là Amina Isahak đã báo cáo với cảnh sát rằng rạng sáng ngày 14 tháng 6, cô tình cờ gặp một người đàn ông lạ mặt, xe bị thủng lốp. Anh ta gõ cửa xe cô và hỏi mượn đồ nghề để thay lốp xe. Lúc đó, cô đã đồng ý. Ngoài ra, anh rể của cô lúc đó cũng ở trên xe, đã xuống hỗ trợ người đàn ông thay lốp xe. Khi chuẩn bị thay lốp, cô để ý nhìn thấy có một cô gái ngồi ở ghế phụ ở phía sau xe. Cô gái trong xe chắp tay và nhìn cô như muốn van xin điều gì đó. Thấy vậy, cô đã xuống xe tiến về phía cô gái định hỏi han. Người đàn ông thấy vậy cảm thấy hoảng sợ. Anh ta lập tức ngừng thay lốp và nhảy lên xe lái đi. Lúc đó, cô nhận ra có điều gì đó không ổn nên đã ghi lại biển số xe WFN6871. Đây là biển số xe của Vương Quyên. Và đêm ngày 13 tháng 6, đêm mà Vương Quyên biến mất, lúc đó là khoảng 23 giờ 15 phút. David Chandran, một cảnh sát mặc thường phục khi đang đi tuần tra cùng đồng nghiệp, thì phát hiện có một chiếc ô tô màu xanh đậu bên đường. Điều đó hết sức là bình thường nên anh không để ý. Nhưng hơn 30 phút sau, khi họ tuần tra lại khu vực cũ thì vẫn thấy chiếc xe đậu ở đó. Thấy vậy, anh đã tiến đến gõ cửa chiếc xe để hỏi chuyện. Dưới ánh đèn lờ mờ, anh nhìn thấy bên trong chiếc xe là một người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Ghế phụ bên cạnh còn có một cô gái trông có vẻ hơi lén nút. Thấy vậy, anh đã bắt họ xuất trình giấy tờ tùy thân. Hai người trong xe đã phối hợp rất tốt và đã xuất trình giấy tờ tùy thân. Trong lúc xem giấy tờ, anh nhìn thấy cô gái bên cạnh có một loạt cử chỉ kỳ lạ. Cô chắp tay trước ngực giống như đang cầu xin điều gì đó. Thấy có điều gì đó không ổn, anh lập tức yêu cầu cô gái xuống xe để thẩm vấn. Khi cô gái định mở cửa xuống xe, thì lúc đó người đàn ông tỏ ra hung hãn còn quát vào mặt cảnh sát rằng: "Các ông chỉ là cảnh sát giả, các ông là bọn cướp." Mắng xong, anh ta đóng chặt kính xe rồi bỏ chạy. Thấy vậy, cảnh sát đã rút súng lục ra và bắn hai phát vào chiếc xe. Một phát trúng vào lốp nhưng chiếc xe vẫn bỏ chạy biến mất trong màn đêm. Do sự việc diễn ra đột ngột nên cảnh sát đã không ghi lại biển số xe. Nhưng thật may là trên tay của cảnh sát vẫn còn giữ hai chiếc thẻ căn cước của hai người trên xe. Bởi vì thời điểm đó, tin tức về vụ bắt cóc Vương Quyên chưa được lan rộng nên họ không nhận ra tầm quan trọng của hai chiếc thẻ. Họ cũng đã nộp hai chiếc thẻ cho cấp trên và cũng không có ai để ý. Đến khi tin tức được lan rộng, họ mới xem lại hai chiếc thẻ căn cước. Một người có tên Ahmad Najib bin Adid và người còn lại là Vương Quyên. Cảnh sát đã ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm người đàn ông trên. Cảnh sát đã kiểm tra địa chỉ trên thẻ căn cước và thấy rằng địa chỉ đó là sai và thẻ căn cước là giả. Điều đó khiến cảnh sát càng bối rối. Họ chỉ biết tên của người đàn ông, còn không có bất cứ một thông tin nào khác. Cuối cùng, cảnh sát đã phải truy xuất tên của anh ta tại phòng đăng ký kết hôn và sở an sinh xã hội, thì cuối cùng họ đã có kết quả. Thông tin cho thấy anh ta 27 tuổi, đang làm việc cho một công ty vệ sinh máy bay, đồng thời đang làm quản lý.
họ cũng đã tìm thấy thông tin của người vợ và địa chỉ nhà riêng. Để tránh rút dây động rừng, cảnh sát đã tiến hành phục kích gần nhà riêng của hắn ta. Sau 3 ngày phục kích, cảnh sát không hề thấy hắn ta lộ diện mà chỉ thấy người vợ ra vào căn hộ. Đến 4 giờ sáng ngày 20 tháng 6, cuối cùng cảnh sát đã nhìn thấy hắn ta bước ra khỏi taxi và đi bộ về nhà. Cảnh sát đã nhanh chóng tiến đến và bắt giữ thành công hắn ta. Ban đầu, cảnh sát cho rằng hắn ta phải là một người cực kỳ độc ác mới ra tay tàn bạo như vậy. Nhưng trên thực tế, khi bị cảnh sát bắt giữ, hắn ta không hề chống cự, vẻ mặt rất thản nhiên, trên mặt thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ, trông không hề giống một kẻ sát nhân một chút nào. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng Najib là một tín đồ cơ đốc sùng đạo và thực sự chưa từng có tiền án tiền sự, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Bản thân Najib là giám đốc của một công ty vệ sinh máy bay, vợ là nhân viên cấp cao của một ngân hàng và họ có một đứa con 3 tuổi. Thời điểm đó, người vợ cũng đang mang thai một em bé 3 tháng tuổi. Theo logic thì không hiểu tại sao Najib lại phạm tội trong một gia đình hạnh phúc như vậy. Cảnh sát sau đó cũng đã xin lệnh khám xét nhà của hắn ta thì phát hiện có một chiếc áo khoác màu xanh và quần jean màu xanh có dính máu trong nhà của hắn ta. Với bộ quần áo, DNA tinh dịch và lời xác nhận của viên cảnh sát Ravi thì anh ta đã chọn cách khai nhận tất cả. Để khôi phục lại toàn bộ sự việc, hắn còn dẫn cảnh sát đến tận bãi đỗ xe ngầm của trung tâm mua sắm và giải thích cặn kẽ quá trình phạm tội của mình. Hắn ta cho biết, vào đêm ngày 13 tháng 6, hắn ta vô tình thấy Vương Quyên gợi cảm xinh đẹp đi ngang qua. Nổi thú tính, hắn ta liền bám theo xe của hai mẹ con bằng một chiếc xe máy. Sau khi đến bãi đậu xe, hắn ta phát hiện trên xe còn có một người khác nên không làm gì được. Không bỏ cuộc, hắn đã để xe máy ngoài đường và mình trong bãi đỗ chờ cơ hội. Trong nhiều giờ chờ đợi, hắn vui mừng khi thấy Vương Quyên đi bộ một mình ra bãi đỗ xe. Khi thấy cô đang tìm kiếm một thứ gì đó ở ghế trước, thì hắn liền lao tới khống chế cô bằng con dao. Vì sợ bị phát hiện, hắn đã lái xe lao thẳng qua hàng rào rồi bỏ chạy. Hắn cho biết hắn đã cưỡng hiếp cô tổng cộng 2 lần. Cuối cùng, do nạn nhân không ngừng chống cự, nên hắn đã dùng dao đâm vào bụng cô. Thấy cô hấp hối, nên hắn ta luống cuống không biết làm gì. Vì vậy, hắn ta đã trói cô lại bằng giày vải. Sau đó, thấy mương nước bên đường không được đậy nắp, hắn ta quyết định bỏ xác cô xuống mương, đồng thời còn ném thêm 2 chiếc lốp xe đổ đầy xi măng, dùng vài tấm ván bịt miệng hố rồi vội vàng bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày hôm sau, hắn ta quay lại với xăng và bật lửa rồi đốt xác. Theo logic, khi hắn ta đã thừa nhận tội ác thì vụ án nên đi đến hồi kết, nhưng mọi thứ sau đó lại không hề đơn giản. Sau khi nhận tội, gia đình của Najib đã thuê một luật sư nổi tiếng có tên Mohammed Hanif để bào chữa. Trong phiên tòa sau đó, Najib đã gạt bỏ tất cả những lời thú tội trước đó và cho rằng những lời thú tội đó là do bị ép cung. Trên thực tế, anh ta không hề có tội. Anh ta cho biết, cảnh sát đã đe dọa anh rằng nếu anh không nhận tội thì vợ con và cha mẹ của anh sẽ bị họ tống vào tù. Một tình thế khiến mọi người không thể tưởng tượng được. Nhưng dù hắn ta có phủ nhận thì những bằng chứng như vết máu trên quần áo, DNA tinh dịch cũng khó có thể chối cãi. Nhưng luật sư lại không nghĩ như vậy. Ông cho rằng những bằng chứng đó chỉ là các bằng chứng gián tiếp, không có một ai nhìn thấy Najib phạm tội giết người cả. Luật sư cũng chỉ ra một số mâu thuẫn trong lời khai đầu tiên như sau. 1. Hệ thống camera giám sát trong hầm để xe rất mờ, không thể nhìn rõ và chưa chắc người trong hình là Najib. Ngay cả khi người đàn ông đó chính là anh ta, thì điều đó cũng không thể chứng minh được là anh ta đã bắt cóc Vương Quyên. Có thể cô ấy đã tự nguyện đi cùng anh ta. 2. Vương Quyên là một võ sĩ đai đen Taekwondo, còn anh ta chỉ là một người bình thường. Chuyện một võ sĩ cấp cao bị một người bình thường bắt cóc là điều không hợp lý. 3. Trong toàn bộ vụ việc, rõ ràng là Vương Quyên có 2 cơ hội được cứu. Một lần là gặp cảnh sát, cô ấy có thể mở cửa chạy trốn nhưng cô ấy đã không làm thế. Một lần khác là khi anh ta đi mượn dụng cụ để sửa lốp xe. Rõ ràng là cô ấy ngồi một mình trên xe nhưng cô ấy đã không lựa chọn việc mở cửa để bỏ chạy. 4. Cảnh sát đã tìm thấy quần dính máu tại nhà của Najib. Luật sư tin rằng chiếc quần đó có vấn đề. Do cảnh sát không đo kích thước cụ thể nên họ không thể khẳng định chiếc quần jean đó thuộc về anh ta. 5. Có đầy đủ bằng chứng cho thấy Vương Quyên bị tấn công tình dục, nhưng Najib lại bảo rằng cô ấy đã quan hệ với anh ta một cách tự nguyện.
Về nguyên nhân cái chết của Vương Quyên thì luật sư tin rằng đó là một mối quan hệ đồng thuận giữa hai người họ. Họ đã vui vẻ quá trớn trong lúc phấn khích nên đã gây ra cái chết thương tâm. Sau khi những lý luận của luật sư được đưa ra, sự việc đã gây ra một làn sóng xôn xao cho dư luận. Trong khi hầu hết mọi người đều cho rằng luật sư đang cố tình bảo vệ tội phạm, thì có một số khác cũng đặt ra câu hỏi liệu Najib có phải là hung thủ thực sự hay không. Sau đó, các nhà tâm lý học tội phạm đã giải thích từng nghi ngờ do luật sư đưa ra. Nhà tâm lý học cho biết Taekwondo chỉ là một bộ môn thể thao có nhiệm vụ chính là rèn luyện thân thể. Tuy nhiên, với một sự khác biệt lớn giữa sức mạnh cơ thể của nam và nữ, ngoài ra, Vương Quyên đang cúi người trong xe, hắn ta cầm dao uy hiếp cô thì cô cũng khó lòng mà chống cự. Mặc dù cô là một võ sĩ đai đen, nhưng điều đó không có ý nghĩa là cô ấy có thể xử lý được các bất ngờ vô tình ập đến. Khi gặp phải một tên côn đồ cầm vũ khí, thường tâm lý của phụ nữ sẽ rất sợ hãi nên không dám chạy trốn. Tâm trạng mất bình tĩnh sẽ khiến cô ấy không thể nghĩ ra vạn cách như người ngoài cuộc được. Ngoài bằng chứng DNA thì vẫn còn rất nhiều nhân chứng khác. Dù họ không thấy hắn ta sát hại cô, nhưng họ đều thấy hắn ở bên cạnh cô từ đầu tới cuối. Điều đó khó có thể chối cãi. Ngày 23 tháng 2 năm 2005, sau 52 ngày xét xử, thẩm phán dựa trên nhiều bằng chứng vật chất và lời khai của hàng chục nhân chứng, tòa án đã tuyên Najib tội giết người và phạm tội tình dục. Hắn ta bị kết án tử hình vì tội giết người, 20 năm tù vì tội tấn công tình dục và bị phạt thêm 10 roi. Hắn nói với tòa rằng hắn chấp nhận quyết định của tòa án nhưng sẽ kháng cáo bản án. Năm 2007, tòa án đã bác bỏ đơn kháng cáo của hắn ta. Năm 2009, hắn ta cầu xin lòng thương hại. Hắn ta muốn thay đổi từ hình phạt tử hình thành tù chung thân, nhưng yêu cầu đã bị từ chối. Đến ngày 23 tháng 9 năm 2016, hắn ta đã tự kết liễu cuộc đời mình ở trong tù. Sau khi vụ việc xảy ra, một số thay đổi đã được thực hiện để ngăn chặn những bi kịch xảy ra. Chẳng hạn, như thiết lập các khu vực đỗ xe dành cho phụ nữ tại một số bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm lớn, cài đặt thêm các thiết bị giám sát và thêm các nút gọi khẩn cấp trong tòa nhà v.v. Tuy nhiên, những cơ sở vật chất đó chỉ có thể làm giảm tội phạm, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn tội phạm. Bất kể giới tính, miễn là chúng ta ra ngoài, chúng ta phải luôn cẩn thận và cảnh giác. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo. Xin chào!